Mình sẽ đến mua một số câu lệnh trong Linux. Câu lệnh đầu tiên sẽ là ls để hiển thị các cái file và thư mục, để hiển thị cả file ẩn sử dụng ls-a. Để tạo ra một thư mục mới sử dụng mkdir và tên thư mục. Để truy cập vào một thư mục sử dụng câu lệnh là cd và đường dẫn. Ở đây mình sẽ truy cập vào Linux. Trong Linux thì mình sẽ tạo ra một cái file sử dụng câu lệnh là tux a.txt. Mình sẽ tên file là a.txt. Sau đó mình sẽ tạo thêm hai cái thư mục mới là A và B. Mình sẽ kiểm tra trong thư mục Linux có gì. Trong Linux của mình có AB và A.txt. Mình sẽ copy thư mục A vào trong. Mình sẽ copy A.txt vào trong thư mục A. Sử dụng câu lệnh là cp tên file A.txt và tên đường dẫn. Ở đây mình sẽ copy vào thư mục A và mình sẽ đặt tên là c.txt. Mình kiểm tra lại trong A. Trong A đó có c.txt. Để di chuyển một file, mình sử dụng câu lệnh là mv. Ở đây mình sẽ di chuyển file a.txt vào thư mục B, mình sẽ đặt tên là d.txt. Mình sẽ kiểm tra lại trong B đã có thư mục file tên là d.txt. Mình sẽ tạo ra một cái file nữa tên là index.txt. Mình sẽ kiểm tra lại trong Linux. Linux của mình đã có ab lại index.txt để xóa một cái file sử dụng câu lệnh là rm. Tên file là mình sẽ xóa index.txt đi. Mình sẽ kiểm tra lại và trong Linux chỉ có a và b. Để copy một thư mục sử dụng câu lệnh là cp, nó cũng tương tự như file. Ở đây mình sẽ copy thư mục a vào thư mục b, mình sẽ đặt tên là e. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái lỗi là cp chữ r not, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ phải thêm cái flag chữ r để copy thư mục a và thư mục b. Mình sẽ thêm flag là chữ r và mình sẽ kiểm tra lại trong thư mục b. Trong b đã có thư mục e. Để có thể di chuyển một cái thư mục sử dụng câu lệnh là mv, tên thư mục mình sẽ di chuyển, mình sẽ tạo ra một cái thư mục mới mkdir, mình sẽ đặt tên sẽ là c. Ở đây mình kiểm tra lại trong Linux và mình sẽ di chuyển thư mục a và di chuyển thư mục a vào trong thư mục c, mình sẽ đặt tên là d. Mình sẽ kiểm tra lại trong c có gì. Đó là có thư mục d. Để có thể là xóa một cái thư mục sử dụng câu lệnh là rm. Ở đây mình sẽ xóa cái thư mục c đi. Ở đây nó sẽ báo lỗi là cannot remove is a dictionary. Thế thì các bạn sẽ phải thêm cho mình một cái flag là trừ r. Đó. Thì nó sẽ xóa được cái thư mục c đi và mình sẽ kiểm tra lại. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân quyền một cái file hoặc thư mục. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái file mới index.txt. Mình sẽ kiểm tra xem là kiểm tra ở mức độ chi tiết hơn xem là cái trong cái thư mục Linux này các file và các cái thư mục có quyền gì. Mình dùng câu lệnh ls-r. Ở đây thì để ý là cái d đằng trước nó sẽ thể hiện đây là một cái thư mục. Tiếp theo dấu trừ thể hiện đây là một cái file. Ba cái chữ đằng sau D sẽ thể hiện đây là quyền của người dùng. Tiếp theo nó sẽ ba cái chữ tiếp theo nó sẽ thể hiện đây là quyền của group. Cuối cùng ba cái chữ cuối cùng nó sẽ thể hiện quyền của author. Tiếp theo xin ở đây nó sẽ thể hiện chủ sở hữu. Ở đây nó sẽ thể hiện là dung lượng file, tiếp theo là ngày giờ tạo và cuối cùng nó sẽ là tên thư mục. Ở đây cái file index.txt của mình đang có quyền là read write đối với chủ sở hữu và quyền read đối với group và author. Để có nghĩa là cái file index.txt của mình đang có quyền là 644. Ở đây mình sẽ phân quyền cho cái file index.txt
của mình lên là 777, mình sẽ sử dụng là cộng trừ. Mình sẽ sử dụng câu lệnh là ch1. Ở đây cái file index.t đối với người dùng đang có quyền read cộng while, thì đối với người dùng mình sẽ cộng thêm một cái quyền là quyền execute. Tiếp theo, đối với group thì mình sẽ cộng thêm cái quyền là write và cái quyền là write và execute. Tiếp theo, đối với other thì mình sẽ cộng thêm cái quyền là write và execute. Và mình sẽ phân cho file là index.txt. Mình sẽ kiểm tra lại. Cái file index.txt của mình đã có quyền là 777. Và ở đây mình sẽ phân quyền lại cho nó. Cũng vẫn dùng phân quyền bằng chữ. Và mình sẽ phân quyền lại cho nó thành là 544. Mình sẽ sử dụng câu lệnh là ch1. Mình sẽ u là viết tắt của user. Và quyền của mình sẽ là quyền read và execute. Tiếp theo, cái group mình sẽ phân cho nó là 4, 4 tương đương với read. Và other mình cũng sẽ phân cho nó quyền 4. Ở đây sẽ là read và tên file sẽ là index.txt. À, ở đây mình phải cộng. À, đây mình sẽ là r. Rồi, mình sẽ kiểm tra lại. Rồi. Đó, cái file index.txt của mình đã có quyền là 544. Còn một cách nữa để phân quyền đó sẽ là sử dụng số. Mình sẽ phân cho quyền cái file index.txt là 777 sử dụng số. Vẫn sử dụng là ch1. Phân quyền ở đây sẽ là user có quyền là 7. 7 sẽ là bằng tổng của read, write và execute. Chữ số đầu tiên sẽ là thể hiện quyền của tổng quyền của user. Tiếp theo sẽ là tổng quyền của group. Và cuối cùng sẽ là tổng quyền của other. Và đây sẽ là tên file sẽ là index.txt. Mình sẽ xem lại cái thông tin. Ở đây cái file index.txt của mình đã có quyền sẽ là 777. Trong Linux thì người ta sẽ sử dụng là Vim Editor hoặc là V Editor. Cái Vim Editor sẽ là bản nâng cấp của V để có thể edit một file sử dụng V, sử dụng có lệnh là V và tên cái file. Mình sẽ edit cái file là index.txt. Ở đây mình sẽ ấn nút Y trên màn hình ở trên bàn phím để nó vào chế độ là Insert. Và sau đấy mình có thể là Insert ví dụ Hello World. Để lưu thì các bạn ấn nút cho mình là EC và ấn nút hai chấm. Sau đó các bạn sẽ thoát ra được chế độ Insert và các bạn sẽ nhập lệnh sẽ là W, sẽ là W sau đó chấm than sẽ là lưu. Để vừa lưu vừa thoát sử dụng câu lệnh là WQ write và quit. Mình sẽ edit lại. Hello. Để thoát nhưng mà không lưu sử dụng câu lệnh là x và chấm than. Mình sẽ xem nội dung của file sử dụng câu lệnh là cast tên file.